Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Tìm kiếm chủ nhân chiếc cặp chứa 1 ký vàng để quên ở ven đường. Một người trung thực đã giao chiếc cặp chứa 3,5 ngàn euro và nhiều thỏi vàng sau khi phát hiện chiếc cặp tại một gốc cây ven đường bên ngoài một ngân hàng. Mới đây thì cảnh sát tại Berlin viết trên mạng xã hội đã cho biết rằng một người trung thực đã giao chiếc cặp chứa 3.500 euro, khoảng 4.097 đô và có nhiều thỏi vàng sau khi phát hiện chiếc cặp tại một gốc cây ven đường bên ngoài ở một ngân hàng ở quận Neukölln, một trong những khu vực nghèo nhất Berlin. Chủ nhân của chiếc cặp đã đến tại đồn cảnh sát để có thể nhận lại tài sản của mình mà bị đánh rơi. Và cho biết rằng đặt chiếc cặp xuống đường để khóa xe đạp rồi là để quên mất. Chiếc cặp này chứa thành 22 thỏi vàng với tổng khối lượng 1 ký. Theo luật của nước Đức, người tìm thấy của rơi sẽ được thưởng từ 3 đến 5% giá trị đồ được tìm thấy. Văn phòng tìm và trả đồ đánh rơi cũng có thể tính phí giữ đồ là 10%. Ai cũng tuyên dương cho sự trung thực của chàng trai trẻ này.